về cũng đẹp lắm. Chỉ có mấy cái xu to là mình thấy nó hơi bị xẹt xẹt tí, có xu có xu không đó. Cái xu rất là to ha. Trước thì xu nó hơi nhỏ nhưng mà đợt này xu về thì đẹp lắm rồi. Đây quốc tế ha, nói chung là tùm lum nước 500.000 một ký, một ký hình như được vài trăm xu á, tầm khoảng 300 xu có mọi người một ký á. Nhưng mà đợt này xu to tầm khoảng 200 xu, 200 mấy xu là một ký rồi. Tùy theo xu to xu nhỏ nữa chứ không phải là đó. Đợt này xu rất là đẹp. Thì có khách đặt 5 ký thì mình còn 5 ký nha mọi người. Đợt đó anh nào đặt á 3 ký mà mình không nhớ ha, anh có coi được video thì liên hệ lại em ha. Rồi, xin chào tạm biệt anh em ha.